Nhưng mà người ơi, đấy, rất là đẹp luôn. Ui, quên mất đây còn cây rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, mọi người thấy chưa? Thân rất là to luôn nha. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cậu Sinh Tồn Channel. Hôm nay ba anh em lại bắt đầu lên trên rừng siêu tần lan nhé mọi người. Mọi người hãy nhớ theo dõi xem hôm nay ba anh em mình có lấy được lan không nhé. Thì mọi người ơi, mình đã đi tới cái cây có lan rồi nhé. Cây này năm ngoái mình có lấy một lần rồi nhé. Mà năm nay lại ra xem đi lấy cái hàng giống nhé mọi người. Năm nay các bạn cần những giống lan nào thì các bạn hãy bình luận cho mình, rồi mình sẽ đi lên rừng lấy tất cả những dòng lan mà các bạn yêu thích. Nhưng mọi người xem này, cây này nó khô hết rồi, bắt đầu mục hết rồi, khá là cao luôn mọi người ơi. Đây, cho mọi người xem nhé, đấy, rất là cao luôn. Trước khi mà trèo lên trên kia lấy lan thì các bạn nhớ cho mình một like, ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông để được theo dõi video mới nhất của mình nhé. Và để mình có động lực để leo cây nhé mọi người. Mọi người ơi, đang lấy quế nhá, nhưng mà cây mục quá nên không dám đi lấy cây chọc nhá. Mọi người thấy không, cái cành cây này nó mục hết rồi, chọc một tí là gãy ra liền. Đấy, được một cây nguyên bản đấy nha mọi người. Nhưng mọi người ơi, quế xuống rồi nhá. Đấy mọi người, quế giống này rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, đẹp cực kỳ luôn nha. Nhỏ xinh xắn, rất là đẹp mọi người. Đây, toàn hàng giống rồi nhá. Này, đấy, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Quế trâu hết nha. Đấy, hàng giống này, rất là đẹp. Này, cây này mới đẹp này. Đây, cái này rất là đẹp luôn nha. Đây, cây này này, ôi rồi ôi, nó bị bung ra rồi mọi người. Đấy, cây này cũng rất là đẹp luôn mọi người. Cây lớn này mới đẹp này. Đấy, mọi người thấy chưa, thân rất là to luôn nha. Đây, lá này rất là trâu luôn, rất là nhỏ nhưng mà to hơn ngón tay này nhá. Mọi người thấy không, to hơn ngón tay rồi. Sâu này nữa thì nó sẽ rất là to. Đấy, được một đống toàn quế trâu nhá. Ai sưu tầm quế trâu thì liên hệ nhá, vẫn còn nhé, trên cây vẫn còn rất là nhiều chưa xuống nhé. Ôi, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Này, quế giống này, ai muốn lấy quế giống về trồng thì cái này nhá, cái này thì trồng thì sau này nó đẹp lắm. Đây nhá, bây giờ lô quế xuống hết rồi nhá, cho mọi người xem này. Đấy, nguyên bản luôn nhá. Mà cây này hơi cong nhưng mà rất là béo luôn nhá, toàn là hàng giống rồi nhá mọi người. Đấy, cây này đẹp nhất này mọi người. Nó cái rễ nó hơi bị bung nhá, buộc lại một tí đi. Đấy, mọi người thấy chưa. Này, hai cây nhá,
Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Hàng giống thôi. Cực kỳ là đẹp nhá, Quế Châu. Xem nào. Lần này thì mình đi lấy thì cây này thì năm trước mình lấy rồi nhá. Năm nay mình lại sang đây thì ý định là lấy toàn quế giống nha mọi người. Đấy. Nó rất là nhỏ nhưng mà lá to lắm rồi nhá. Đây. Cây này cực kỳ đẹp luôn nhá, nhưng mà do nó bị rớt từ trên kia xuống nên cái ngọn nó bị hư rồi nhá mọi người. Cái này thì ai mua thì bán rẻ, còn không mua thì mình để lại trồng nhá. Rất là đẹp luôn, nó không có bị làm sao nhá, chỉ là do cái ngọn nó non quá thì nó bị tuột ra rồi. Đây, rất là nhiều đó nha mọi người. Đây toàn hàng giống rồi nhá. Fit. Mọi người thấy không? Những cây nhỏ ti như thế này mà đẹp luôn mọi người ạ. Toàn là Quế Châu. Ăn nắng 100% nhá. 110%. Trên kia thì tối luôn nó cũng nắng mà. Đấy, toàn giống rồi nha. Đấy, đẹp chưa? Ui, cái này lá bị vỡ một tí rồi. Nhưng mà rất là đẹp. Đây cho mọi người xem cây nhỏ nhất mà đẹp nhất này. Đấy, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây. Đây là những hàng mà rời nhá. Những hàng rời mình buộc lại đây đây. Mọi người thấy không? Đẹp chưa? Đấy, toàn hàng vít không ấy. Đấy, hàng giống rất là đẹp luôn mọi người ạ. Không biết nói như thế nào nữa, hàng đẹp không à. Đây mọi người xem này. Đây cây này này. Mình thấy không? Thấy có mấy khi tiểu báo luôn luôn thế. To béo không? Rất là to béo luôn. Nhìn cái anh rồi đi chẳng là. Nhìn cái anh rồi sao? Rất là nhiều luôn đây nhá. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn, toàn hàng giống không nhá. Tảng nhớ rời lá, bỏ lá dê. Rời đây này, bỏ cái đây này. Cây này mới vít này. Đây, người thấy không, cây này đẹp chưa? Cái cùng này mang đi trồng này. Là đẹp luôn. Đấy, lá rất là rộng luôn nha. Nguyên bản luôn nha. Rất là nhiều, rất là nhiều. Trồng pro. Má triệu luôn. Cái đồ cái này. To quá. Đây mọi người. Đây cây này này. Rất là đẹp luôn. Úi dồi ôi. Đẹp lắm mọi người ơi. Này, phân bón đầy luôn. Nhưng mọi người ơi. Đấy. Rất là đẹp luôn, bây giờ đang kiếm dây về buộc hết đống. Ui, quên mất đây còn cây rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, vừa buộc ở đây nha. Cực kỳ vip luôn. Này, một đống nguyên bản luôn nha, toàn là hàng giống nha. Hàng này mang đi trồng là nó sống 100%. Vừa lấy xong quế nha. Mặt trời bắt đầu xuống núi rồi. Đây. Một lô hàng mini nguyên bản nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video đến giây phút này nha các bạn ơi. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn nhớ ấn like cho mình, muốn đăng ký kênh và ấn nút chuông để được theo dõi video mới nhất của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.